Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Mình là LTL đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGBF NTN của mình nhá. Ok, hôm nay LTL sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip siêu thú vị luôn nha anh em ơi. Thì nó là thú vị rồi anh em ạ. Thì để mình tạo động lực cho anh em để anh em xem thôi. Chứ thực ra đây là một clip buồn nha anh em ơi. Và kết quả anh em cũng biết rồi. Tí mình sẽ cho anh em xem tin nhắn luôn nha anh em ơi. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em đã yêu quý mình, fan mình. Dù mình có mất quân đoàn hay có như nào đấy thì anh em yêu quý mình, anh em vẫn xem video của mình. Thì anh em có thể bấm giúp mình một nút like để điểm danh được không anh em ơi? Ôi cảm ơn tất cả anh em nhá. Thì ok, cho anh em nào chưa biết thì hiện tại là mình đã bị mất quân đoàn anh em ơi. Thì đã có một thanh niên đột nhập vào ạc của mình và chuyển chủ quân đoàn anh em ạ. Và hiện tại là hôm qua mình đã nhờ Jimmy anh em ơi. Thì kết quả đây anh em ạ, cho anh em xem nó nhanh anh em ơi. Đó anh em thấy chưa, thì Jimmy bảo là xin lỗi ông nha, nó bảo mật quá tôi không vô được ạc đấy để chuyển lại chủ quân đoàn cho ông. Thì mình bảo là ok không có gì, để mình kiếm người khác anh em ạ. Đây nói chung là Jimmy thì cũng bó tay anh em ạ. Rõ là Jimmy cũng là một thanh niên có thể đột nhập ạc các kiểu anh em ơi, nhưng mà không thể đột nhập được vào ạc của cái thằng mà nó lấy quân đoàn của mình anh em ơi. Bởi vì ạc nó cũng bảo mật khá kinh anh em ạ. Đấy, cũng như ạc mình anh em ơi. Đây cho anh em xem luôn nhanh anh em ơi. Đây hiện tại là mình không phải còn làm chủ nữa anh em ạ. Đấy, và hiện tại quân đoàn mình đã rời chỉ còn 41 thành viên thôi anh em ơi. Đây chính là thằng chủ quân đoàn anh em ạ, Turezo ạc nhanh anh em ơi. Đây chính là chủ quân đoàn nha anh em ơi. Đấy, nó mới đổi tên là Turia anh em ạ. Đấy, tên của nó là Turia nha anh em ơi. Và nó dô ạc của mình và nó chuyển chủ quân đoàn anh em ạ. Và nó đang làm chủ luôn nha anh em ơi, anh em thấy chưa? Turia anh em ạ, tên thằng này chính xác là Turia nha anh em ơi. Hôm nay nó mới đổi lại tên anh em ơi. Hôm qua nó để là chùm dô ạc anh em ạ. Ok, nó vẫn đang ngoan anh em ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ cố gắng mình mời nó nha anh em ơi. Mình vào ba mặt một lời nói chuyện nha anh em ơi. Để xem nó là ai, nó ở đâu và nó lý do vì nó lấy quân đoàn mình nha anh em ơi. Và tiện thể mình nếu mà nó không có thiện chí trả mình thì mình quyết định là mình sẽ chuộc lại quân đoàn anh em ơi. Mình sẽ nhắn tin mình chuộc lại nha anh em ơi. Để xem liệu có thành công hay không nhá. Anh em cùng theo dõi nha anh em ơi. Rồi mời nó không vào luôn kìa. Ok thì bây giờ mình sẽ mời lại nha anh em ơi. Nói chung là mình quá buồn rồi anh em ạ. Đấy, mong anh em xem tình quấy nha anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Rồi ok, mình mời lần hai nó đã vào rồi anh em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ nhắn tin nha anh em ơi. Đấy để xem mà nó là ai nha anh em ơi. Mình hỏi xem lý do vì sao nó lại lấy quân đoàn mình nha anh em ơi. Đấy để xem nó trả lời như nào nhá. Đây rồi. Tu Zero ạc à. Ok mình sẽ nhắn là chào bạn nha anh em ơi. Đấy mình sẽ nhắn rất là tử tế thôi anh em ạ. Đấy bây giờ mình sẽ nhắn là sao bạn lại lấy quân đoàn mình nha anh em ơi. Đấy để xem là nó trả lời như nào nha anh em ơi. Xem nó có phải là một thằng tử tế không nha, hay là nó trả lời bốp chao bốp chốp nha anh em ơi. Đấy từ từ để mình nhắn lại anh em ạ. Đấy ok cho anh em ơi. Đấy, mình sẽ ba mặt một lời nói chuyện với nó luôn anh em ạ. Rồi không biết là nó trả lời mình như nào đây. Thì nói chung là mong là anh em yêu quý mình, anh em xem thì quấy giúp mình anh em ơi. Của anh em nào không có KC, anh em muốn nhận free thì anh em có thể xuống phần bình luận nha anh em ơi. Mình đã ghi ở đấy rồi anh em vào điểm danh nha anh em ơi. Ok thì mình nói qua như vậy thôi anh em ơi. Nó không trả lời mình luôn anh em ạ. Mình bảo bạn trả lời đi, nó không thèm dép luôn kìa. Ok anh em ơi, thôi mình cứ chờ đợi thôi anh em ạ. Bây giờ nó lấy ạc mình thì bây giờ lấy quân đoàn mình thì bây giờ gì đấy. Tao thích. Mình bảo là sao bạn lại lấy quân đoàn mình, nó bảo là nó thích anh em ạ. Sao thằng này nó mình nghĩ là chắc là đây là một thanh niên ít tuổi anh em ơi, chắc là trẻ trâu anh em ạ, nên là nó mới nhắn kiểu là chứ người lớn là người ta là nhắn là người ta có mục đích lắm anh em ơi, chứ không có chuyện là tao thích với cả sao như này đâu anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bảo là bạn trả cho mình đi nhá, đây là quân đoàn tâm huyết của mình nha anh em ơi. Đấy mình sẽ nhắn như vậy để xem là liệu nó có trả mình hay không nhá. Nếu nó có cảm động nó trả mình thì quá tuyệt anh em ạ, đỡ phải chuộc nha anh em ơi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không thôi anh em ơi. Nó trả lời là câu đầu tiên là tao thích như này thì mình thấy là cũng không hợp lý rồi anh ạ. Đấy anh thấy chưa, tin nhắn là mình vẫn nhắn với tên là chùm vào ạc nha anh em ơi. Thực ra nó tên là Turezo ạc rồi anh ạ, nó vừa mới đổi tên xong anh em ơi. Game nó còn chưa loát xong anh em ạ. Trả cái cực vãi trưởng anh em ơi. Má thằng này nó không trả nó còn chửi mình đấy anh em ơi. Ok thì bây giờ mình sẽ bảo là thế bạn ở đâu. Đấy để mình xem là nó ở đâu nha anh em ơi. Đấy để xem là thằng này nó quê đâu mà nó bốp chốp như này anh em ạ. Để mình xem nha anh em ơi. Mình nghĩ là chắc là thằng này nó đâu đó cũng xung quanh chỗ mình thôi anh em ạ. Nên là nó mới tìm hiểu thông tin của mình, nên nó mới vào ạc của mình, nó mới lấy quân đoàn của mình anh em ạ. Ok thì bây giờ mình cứ hỏi xem là nó ở đâu nha anh em ơi. Đó, tao ở cùng quê mày á đồ. Thế thằng này nó ở cùng quê mình, cũng như là nó ở gần nhà mình anh em. Ở Bắc Giang à? Ủa vãi trưởng rồi anh em ơi, mình biết ngay mà kiểu gì đây cũng là một thanh niên ở gần chỗ mình mà anh em ơi. Nên là nó mới biết được thông tin của mình, bắt đầu nó mới gọi là lấy ạc của mình em ạ. Đấy bắt đầu nó không đổi được tài khoản mật khẩu nên là nó quyết định là nó chuyển chủ quân đoàn anh em ơi. Không lại ạc của mình bay màu rồi đấy anh em ạ. Ok để mình hỏi xem là nó ca mấy nha anh em ơi. Đấy anh em thử đoán xem thằng này ca mấy. Ui giời, tao ca 10 ok. Ui vãi trưởng anh em ơi, thằng này nó ca 10 kìa. Ui thế này thì sao mà nó lấy được ạc mình nhỉ? Hay là nó nhờ ai nhỉ anh em nhỉ? Ui vãi trưởng anh em ơi. Ok thôi mình cứ bảo là thế bây giờ như bây giờ mình sẽ chuộc nha anh em. Thế bây giờ bạn cho mình chuộc nha anh em ơi. Đấy để xem mà liệu nó có đồng ý cho mình chuộc ạc hay không nha anh em ơi. Bây giờ chỉ biết nhắn như vậy thôi anh em ạ. Đấy à, nhầm cho chuộc quân đoàn nha anh em. Sorry anh em. Rồi để xem mà nó có đồng ý cho mình chuộc quân đoàn hay không nha.
Đấy, mình sẽ bảo là giá nào mình cũng trả nhanh em ơi. Đấy, để cho nó uy tín nha. Mình nghĩ là 2K10 chắc là nó cũng cần money đấy anh em ạ. Đấy, biết là nó lấy con đoàn mình nó nhằm mục đích gì đây anh em. Rồi, để xem là liệu nó có trả mình hay không. Thì anh em cùng theo dõi nha. Ok, nó không thèm dép nữa kìa anh em ơi. Mẹ cày thế nhỉ. Rồi, không dép nữa anh em ạ, không dép nữa anh em ơi. Đừng bảo là ảo gì ấy. Tao không thiếu tiền. Ui, 2K10 mà không thiếu tiền. Ô, thằng này đùa à? Hai thằng ấy nó bịp mình nhỉ. Không phải nó 2K10 nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ bảo là thế như nào bạn mới trả nhanh anh em ơi. Đấy, thế bạn muốn như nào. Đấy, thì trả con đoàn mình, ok. Hợp lý cho anh em. Đấy, để xem nó muốn như nào nhanh anh em ơi. Bây giờ tiền nó không muốn thì bây giờ chịu ấy. Không biết nó cần gì đây mà nó lấy con đoàn của mình nhỉ. Tiền thì không phải thì bây giờ là cái gì nhỉ anh em nhỉ. Mình vẫn đang rất thắc mắc đây anh em ơi. Không biết thằng này nó muốn cái gì đây. Mày solo với tao đi, thắng thì tao trả. À đủ. Nó lấy con đoàn của mình nhằm mục đích là solo với mình thôi à. Ui vai trưởng đấy anh em ơi, đây đúng trẻ trâu thật anh em. Đúng 2K10 thật. Nếu mình nghĩ là cần tiền thì mới là cao lớn cơ. Đây là thằng này nó chỉ cần solo với mình thôi là nó trả mình anh em ạ. Thì đây đúng là 2K10 rồi anh em ơi, nhưng mà thằng này giỏi đấy. Gì đấy? Với cả clip mày được 10 với vì và clip này được 10k like. À có nghĩa nó cần clip này được 10k like. À như là cho tao nổi tiếng mình biết ngay mà. Thằng này nó muốn lên TV rồi, muốn nổi tiếng rồi anh em ơi. Ok thôi được rồi, bây giờ vào solo luôn đi. À, để xem là liệu nó có đồng ý hay không nha anh em ơi. À, solo xong thằng đó xem nó có trả mình hay không. Đấy mà thằng này nó cũng chả biết là cần bên nào thắng bên nào thua thôi anh em ạ. Thôi ok, mình nó bảo solo thì bây giờ cứ vào solo thôi anh em nhỉ. Nó trả mình thì ngon quá, mà không trả thì mình tìm cách khác thôi anh em ơi. Ok, rồi thằng này nhắn tin khá lâu. Giờ tao bận rồi, hẹn mày 17 giờ mai. À đủ. Hay là mai nó nhờ ai bắn nhỉ? Ui vai trưởng, thôi mình cứ đợi nha anh em ơi. Ui nó ao luôn rồi kìa. Ok anh em ơi, thôi chắc là đánh vậy thôi anh em ạ. Mình nghĩ là nó ao rồi anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Mình mời chắc là nó không vào đâu anh em ạ. Thì thôi là anh em hẹn anh em 17 giờ ngày mai nha. Anh em nhớ là lên kênh YouTube của mình ủng hộ mình nha anh em ơi. Mình sẽ phát trực tiếp luôn nha anh em ơi. Thì bây giờ chắc là mình sẽ luyện tay dần thôi anh em ạ. Để mai bắn nhanh anh em ơi. Hiện tại là thời tiết miền Bắc anh em cũng biết là rất là lạnh đúng anh em ơi. Nên là rất là khó bắn thôi anh em ạ. Nên mình sẽ cố gắng nha. Đấy bây giờ mình sẽ bắn cho xem liệu có được 5-1 hay không nha anh em ơi. Hay là thua hơi mệt đấy anh em ạ. Đấy bây giờ mình sẽ cố gắng bắn, mình không kéo tâm nha anh em ơi. Đấy chứ bây giờ kéo tâm thì nói chung khá là khó anh em ạ. Thời tiết khá là rét nên mình quyết định bắn mấy khẩu súng gun nha anh em ơi, để đỡ phải kéo tâm anh em ạ. Đấy, anh em ở miền Bắc thì anh em cũng biết là trời tay nó rất cóng rồi anh em ơi. Thôi cố gắng thôi anh em ạ. Rồi, ok 1-0 rồi nha anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ lên cố gắng chốt nó 2-0 luôn này. Ui, thôi chết rồi, quả di chuyển nỗi rồi anh em ơi. Mà di chuyển nỗi cái biết ngay anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là liệu là mai là cần phải solo thắng nó hay là thua nó nhỉ. Đấy, không biết là thắng hay thua thì mình còn biết, để mình còn kiểu như là để nó trẻ ạc anh em nhỉ. Chứ bây giờ hay là chỉ cần solo thôi nhỉ, nó chỉ cần muốn solo với mình để nó nổi tiếng thôi nhỉ. Thế thì đơn giản quá anh em ơi. Thế thì không cần luyện tay anh em ạ, nhưng mà mình sợ là bắt buộc là mình phải thắng thì nó mới trả quân đoàn mình cơ. Đấy nên là mình sẽ cố gắng luyện tay đi. Mình cố gắng mai bắn thắng nó đi anh em ạ. Đấy bởi vì nó cũng chả bảo là solo thua hay thắng thì anh em nhớ là xem theo dõi vào lúc 17 giờ nha anh em ơi. Ok tỷ số là 2-1 rồi anh em ạ. Thấy thằng danh quan này đâu rồi? À đây mày công ở đây. Mày công ở đây. À này chạy nhanh thế nhỉ. Đứng im anh xem, anh xin cái đầu nào. Trời thằng này nó nhá chiêu kinh. Mày chạy đâu? À là mình nhá đầu đây hết shot rồi. À mày chạy mày chạy đi đâu? Ok hết shot anh em ơi. Đó, đẳng cấp rất là mãi mãi mày anh em ơi. Rồi ok bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bắn nhanh anh em ơi. 3-1 rồi. Nhắm thằng này cục shit. Ui tui chết rồi, nhắm cho mình quả shit kia hơi đau rồi anh em ơi. Toang mình rồi. Trời ơi lạnh này không thể kéo tâm được anh em ạ. Mày vừa nhắm shit tao đúng không? Bây giờ tao tẩn lại luôn. Trời ơi, mày nghĩ tao buồn mà tao không có trình hả mày? Mày qua đây. Rồi mình sẽ xử lý luôn. Ui thằng này áp cả. Không phải nó lừa. Thằng này nó chôn mình rồi, nó bịp mình rồi. Mày xong luôn. Ok 4-2 rồi anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ chấp nó khoảng độ 2 mạng 4 đều và cho nó căng anh em ạ. Ra quấy nha anh em ơi. 2 mạng luôn này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắn hết sức nha anh em ơi. Tỷ số là 4 đều rồi anh em ạ. Đó anh em cứ bình tĩnh, anh em theo dõi trình độ của mình nha anh em ơi. Đâu rồi. À thằng này nó chạy ra sau mình kìa. Bây giờ mình sẽ công qua luôn này anh em ơi. Đó giờ mình sẽ chạy qua bên này và mình sẽ xử lý. À, từ anh. À, anh định làm gì? Anh định cắn em hả anh? Anh qua đây. Ok. Chúng rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ công qua hợp lý rồi anh em nhỉ. Đây nó kia. Từ bây giờ mình sẽ chạy vào cái thùng container rồi mình sẽ dùng kỹ năng tốc biến nhá. Đó. Rồi xong luôn. Thôi thì clip của mình đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Hẹn anh em vào 17 giờ ngày mai nha. Bye bye anh em.